Lấy gì chị nè? Bột ở dưới tủ á. Thì mày trong mày à, ngồi đậu em quá, đứng lao quá. Nó rung quá. Đứng 6 7 cái rồi. Đứng trong mẹ luôn. Đứng cuối cho mấy con mẹ. Chị ơi. Của chị bao nhiêu nè? 18 tới 50. Không có ai quan quanh luôn á. Chị ngoan đứng dễ sao thôi. Câu đây chắc một kế đây sao mất. Mười phút nữa mấy mẹ. Đây mụn nó cũng không to lắm. Nó mụn to. Được là được hơn câu đà. Chị ngoả cửa ra cho nó mót gì. Cửa ngoả. Em kêu tao giống như quýnh lộn. Kêu gì? Luôn. Bà bị quân gờ nó. Không, mà chị nói chị đang rụt về cái bịch rồi chị không nghe gì luôn. Đổi, đổi, đổi. Đổi ra. Được chưa mày? Không thương mày. Ta cũng còn cần một cái. Đứng xuống chặt lên mình. Thương tập ngồi đi. Cô quá đứng cuối mày. Không phải mà. Chứ đứng có đứng đó chị cũng đứng được. Với lại đứng được 4 bài cái hồ miếng cô em mà còn dưỡng cô rồi đứng được. Vô nãy thấp. Đứng cạnh hồ qua nữa. Mà em gì đâu có, anh ngủ. Có gửi cái tầm qua cho gì đâu có. Như có bảo thì bây giờ bên này cũng hơi đầy rồi, quá nè, còn hàng sẽ cua không? Còn dở không? Hay giá mà bị ra mặt. Yên có ăn đồ bổ rồi cũng tốn tiền. Bởi giờ có tiền vô cho bà thân. Giờ có mua đồ bổ tiền vô thôi chứ đừng có ăn.
Ừ, ói nó mệt lắm chứ. Ê mày ói là em nhận miết cái cổ họng luôn á. Đây là mệt, mà cái bàn đi xem xe ra nữa mệt không? Ừ. Tối không? To này thấy còn nhỏ nhỏ nhỏ, không biết sao qua là còn nhỏ 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 không. Rồi bây giờ hả? Chị quay à? Hơn 10 phút. Chị mua kem cho em, nó dùng cho đỡ thanh.